tham gia cuộc thi tìm kiếm tài năng ở trường, nữ sinh có màn thể hiện hay nổi da gà. Mới đây, một trường trung học phổ thông ở Hà Nội đã tổ chức một cuộc thi quy tụ các tài năng trong trường. Theo đó, trong đoạn clip là một nữ sinh mang bộ trang phục áo dài thước tha với chiếc đàn violin đặt trên vai, trông khá thần thái và chuyên nghiệp. Cương ở với loại nhạc cụ gần như là khó nhất trong tất cả các loại nhạc cụ, thì đối với một nữ sinh cấp 3 để chơi thuần thục được là không đơn giản. Thế nhưng đến khi tiếng đàn được cất lên thì ai cũng phải chăm chú lắng nghe vì quá đỉnh. Đoạn video ngay sau khi đăng tải đã nhanh chóng được cộng đồng mạng đồn đoán sẽ giật được giải quán quân. Bên cạnh đó, không ít người để lại những cơn mưa lời khen như 100 điểm không có nhân luôn, vừa hay vừa ngầu, thứ gì mà chịu nổi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Nhớ nhấn đăng ký kênh Tin Ngắn 3 Phút để xem những video mới mỗi ngày nha.